Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nhật ngữ Hoa Sen. Hôm nay cô sẽ cùng với các bạn tiếp tục học mẫu ngữ pháp mới trong kiến thức N5. Và trước khi vào bài, các bạn hãy cùng cô xem một bức tranh nhé. Đầu tiên, cô có hình ảnh của một căn phòng. Và trong căn phòng này có những cái cặp khác nhau. Bạn, anh trai này, anh ấy hỏi chị gái này là Anata no kaban wa dore desu ka? Câu này có nghĩa là cái cặp của bạn là cái nào vậy? Và chị gái này chỉ cái cặp màu đen, chị ấy nói là are desu, hoặc là ano kuroi kaban desu, có nghĩa là cái kia, hoặc là cái cặp màu đen kia. Hay, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về nghi vấn từ dore desu ka. Cô có mẫu cấu trúc ngữ pháp như sau: danh từ đi với trợ từ quá là dore desu ka, hỏi là cái gì đó thì là cái nào. Mẫu câu này sử dụng để yêu cầu người nghe chọn một trong số những cái được đưa ra từ hai cái trở lên, thường là từ hai cái trở lên, và câu trả lời thường sẽ là kore, sore, are desu, hoặc là tính từ bổ nghĩa cho danh từ. Hay ví dụ như ở đây, chúng ta có 6 cây dù và bạn này bạn ấy hỏi là Kimura-san no kasa wa dore desu ka? Cây dù của anh Kimura là cái nào vậy? Ý là cái nào trong số 6 cây dù ở đây? Và bạn này bạn ấy trả lời là kore desu, là cái này. Là cây dù màu vàng này đúng không? Này, kore desu. Này. Tiếp theo, bạn gái này bạn ấy hỏi là Anata no kutsu wa dore desu ka? Đôi giày của bạn là cái nào vậy? Là cái nào trong số 3 đôi giày này vậy? Bạn nam bạn ấy trả lời là ano aoi kutsu desu, là đôi giày màu xanh kia. Chúng ta cũng có thể trả lời bằng cách dùng tính từ bổ nghĩa cho danh từ đúng không nào? Ano aoi kutsu desu, đôi giày màu xanh kia. Rồi, đây chúng ta có 3 cái nón này. Cái nón trong tiếng Nhật gọi là boshi. Và bé gái này hỏi là Yamada-san no boshi wa dore desu ka? Cái nón của anh Yamada là cái nào vậy? Chúng ta tìm xem nón của anh Yamada là cái nào. Là cái màu đen này đúng không nào? Và bạn nam bạn ấy trả lời là kuroi boshi desu, là cái nón màu đen. Nè. Hay, các bạn đã nắm được chưa nào? Này, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào bài học tiếp theo. Chào, また今度お願いします. Arigatou gozaimashita.